First time I've seen these kind of projections and like the artwork being displayed in this way. There's a lot of art that I've never seen from him before. The movement that it creates, it's kind of like you're immersed within the part, the actual painting itself, which is beautiful. AR was interesting, but I think it could maybe be expanded on a little bit more. I think that the ticket price was very reasonable for the experience that you get. Mà lúc trước là mình có dự định là qua bên Thái để xem, nhưng mà sao lại có một số việc mình không đi được. Lúc mà có ở Việt Nam mình rất là háo hức, đặt vé từ ngày đầu mình trông từng phút từng phút từng phút, tuyệt vời hơn những gì mình mong đợi. Tới đây thì mình cho mình gọi là ấn tượng về sự kết hợp với công nghệ nên mình thấy khá là ấn tượng. Giá vé là sinh viên đội thì sẽ là hơi cao, nhưng mà so với những người đã đi làm và những người yêu thích thì đây là một món quà khá là tốt chứ không phải là quá cao.